Mấy năm trở lại đây, trong khi làn sóng phim Hàn vẫn chưa giảm nhiệt, thì phim truyền hình Thái Lan đã và đang tạo thành một làn sóng mới ở châu Á. Điều gì đã khiến phim Thái Lan trở thành một trào lưu ở nhiều nước châu Á? Những người yêu thích phim Thái đều dễ dàng nhận ra một số điểm chung ở hầu hết tất cả các bộ phim, đó là cảnh quay đẹp và lãng mạn, dù ở trong rừng hay trên bãi biển, hoặc ở những siêu biệt thự hoành tráng, dàn diễn viên chính luôn đẹp khỏi chê. Hai thế lực thiện ác phân định rõ ràng, số lượng tập phim thường chỉ dưới 10 tập, tiết tấu nhanh, không mất nhiều thời gian để theo dõi. Có người nhận xét rằng phim Thái Lan hay, nam diễn viên Thái quá đẹp trai, tiếng Thái hơi khó nghe. Nhưng bất luận thế nào, một khi đã xem phim Thái thì bạn sẽ bị nghiện, nghiện đến mức phải xem liền một mạch cho tới khi nào kết thúc mới thôi. Có những bộ phim được các một phim đánh giá, một khi đã xem qua thì mãi vẫn không thể dứt ra được. Nó ghi dấu ấn sâu trong lòng, đến khi xem những bộ phim khác vẫn không thể nào cảm thấy hay bằng những bộ phim mình đã từng xem. Cùng điểm lại những bộ phim mà các một phim xem đi xem lại nhiều lần vì dấu ấn của bộ phim nhé. Thứ nhất phải kể đến đó chính là bộ phim Sóng Gió Cuộc Đời, Blue and Secret. Thể loại phim ngược tâm do hai diễn viên hàng đầu Thái Lan đảm nhận vai nam nữ chính là Prince Suparat và Urasaya. Bộ phim được phát sóng trên đài CH3 Thái từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 3 năm 2017. Nội dung phim kể về chuyện tình của Rizawat do Yaya thủ vai là một diễn viên, người mẫu. Cô có một tuổi thơ bất hạnh, mẹ cô để cô lại cho bà rồi bỏ đi theo một người đàn ông giàu có. Ri không thích bố dượng bởi vì ông ta rất hay hăm dọa cưỡng đoạt cô khi có cơ hội. Vì vậy, Ri thường xuyên tìm đến rượu để quên hết tất cả mọi việc. Trong công việc, Ri luôn vấp phải sự cạnh tranh và chỉ trích của đối thủ. Hơn hết, đối thủ của Ri lại chính là nhân tình của bố dượng cô. Chính vì thế, Ri rất hận bố dượng lẫn cô nhân tình kia. Và mỗi lần như thế, Ri lại tìm đến rượu. Nhưng sóng gió trong cuộc đời của Ri bắt đầu do một lần cô bị bố dượng tiêm thuốc. Tác dụng của thuốc ngủ khiến cô lái xe trong trạng thái say ngủ, mơ màng, đâm túng. Tiwadi là Prim, chính là hôn thê của Satik do Matt thủ vai. Rizawat là người dám làm, dám chịu. Ngay sau khi biết được sự thật của TD, cô sẵn sàng đến đồn cảnh sát đầu thú, nhưng không kịp vì quản lý riêng Suki đã cho tài xế Steptamphan nhận tội thay thế cho cô. Satik là một luật sư có một tương lai sáng lạng. Anh cũng chính là anh vợ của Chai Giang, Louis thủ vai, đạo diễn và người quen biết với Ji. Sau cái chết của Tim, Satik hoàn toàn sụp đổ. Ji cũng buồn vì điều này, nhưng cô lại bào chữa rằng nguyên nhân là do bản thân đã sơ suất. Satik đã nhiều lần gặp và chỉ trích Ji. Cũng trong thời gian đó, Chai Gian đã ở bên cạnh Ji, giúp đỡ cô vượt qua những khó khăn như một người bạn, người anh em tốt. Sự việc không dừng lại ở đó. Sau nhiều lần bắt gặp Ri đi cùng Chai Gian, Satik nghĩ rằng Ri có cảm tình với Cha An. Và Biat, chính là vợ của Charan, cũng cho rằng Ri có cảm tình với chồng mình. Biat nói với Satik rằng Ri là kẻ thứ ba xen giữa cô và Chai Gian và họ sắp phải ly dị. Bắt nguồn từ sự căm giận cái chết của Tiêu, Satik và Biat đã bắt tay nhau lập kế hoạch để hủy đi hình ảnh, sự nghiệp lẫn cuộc sống của Ri. Nhưng có một điều mà Satik lại không ngờ rằng bước đi này của anh lại khiến trái tim anh lạc hướng và càng khiến anh và người anh căm ghét xích lại gần nhau hơn. Liệu sau bao sóng gió, Ri và Satik có hóa giải được hiểu lầm và hận thù hay không? Tình yêu của họ sẽ đi đến đâu? Bộ phim này được đánh giá là bộ phim hay nhất và đạt rating cao nhất trên đài CH3 vào năm 2017. Hai là bộ phim Con Tim Sắt Đá, Hua Yai Sila, thể loại phim Trả Thù. Bộ phim được phát sóng trên đài One Thái từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 10 tháng 6 năm 2019. Do hai diễn viên Thanabo Lira Tanakayon và Nobira Likadon Namkhan đảm nhận vai chính. Nội dung phim to là kết quả của mối tình ngồi giá thú giữa mẹ và ba anh, doanh nhân giàu có. Sau khi mẹ anh qua đời, To buộc phải đến sống trong nhà của ba ruột chung với người vợ và con trai chính thức của ba mình. Bị ngược đãi bởi mẹ kế và anh trai của mình, To tìm thấy niềm an ủi ở cô bạn hàng xóm là Mitra. Một đêm nọ, khi bị mẹ kế đuổi theo, To nhảy xuống sông và được cho là đã chết. Nhiều năm sau, To quay trở lại, trở thành một ông chủ của hộp đêm David Club giàu có. Lúc này anh đổi tên thành Sila.
anh quay về tìm những người đã hại anh trước đó để trả thù. Mục tiêu chính của Sila là khiến những người làm tổn thương anh phải trả giá, nhưng anh không ngờ rằng gặp lại cô bạn hàng xóm lúc nhỏ là Mincha. Ngay khi họ nhìn thấy nhau, Mincha nhận ra rằng Sila trông quen thuộc với cô, nhưng cô không thể hiểu vì sao. Mincha nhìn thấy Sila đang vội đưa một cô gái đến bệnh viện, nên cô quyết định điều tra. Lúc hai người bị ngã, Mincha phát hiện ra chiếc nhẫn Sila đang đeo, thì nhận ra anh chính là To, người bạn hàng xóm lúc nhỏ của mình. Tuy nhiên, Sila phủ nhận tất cả, bởi vì khi đó To đang trong kế hoạch trả thù của mình, bắt đầu với anh trai cùng cha khác mẹ là E. To không lên kế hoạch gì cho đến khi phát hiện ra E là người gây tổn thương cho người phụ nữ có thai đang làm việc cho dì của anh và mẹ của A, khiến cô ấy phải tự tử. Khi đó, Mincha rất muốn chứng minh rằng Sila là To, đặc biệt là vì anh ta bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến chị gái của mình. Minhwa vừa du học ở Anh trở về, được mẹ kế của To chọn làm con dâu tương lai. Cô biết anh sẽ không bao giờ thích Minhwa vì cách Minhwa đối xử với To khi họ còn nhỏ. Vì vậy, Mincha luôn theo dõi Sila và biết rằng cách duy nhất để chứng minh anh ta thực sự là To chính là vết sẹo trên ngực, vết thương để lại khi To còn nhỏ. Cô đi theo anh khắp mọi nơi, thậm chí vào phòng thay đồ nam. Bộ phim đứng thứ tư trong top 10 bộ phim Thái Lan được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Thái Lan năm 2019 và là một trong những bộ phim phổ biến tại châu Á. Phim thứ ba là Trò chơi tình ái, Game Sanaeha, phát sóng vào năm 2018 do hãng Lacon Thái sản xuất. Phim phát sóng trên đài CH3 từ ngày 25 tháng 6 năm 2018 với sự tham gia của hai diễn viên chính Jirayu Tanrisert và Nathapong Tamirut. Lukkanai, người đàn ông đẹp trai, vô cùng thông minh, là cháu của Thawat và Wisaka. Anh yêu thầm cô gái tên Munichano, là con gái của bác anh nhưng sợ thân phận thấp kém nên không dám bày tỏ. Nô là một tiểu thư của gia đình kinh doanh giàu có. Sau khi từ anh trở về trong dịp kỳ nghỉ ngày cưới cha mẹ thì cô vô tình biết được rằng cha mẹ cô đã ly hôn. Vì quá sốc nên cô đã lên kế hoạch giành lại bố của mình từ tay cô người yêu của ông. Khoảng thời gian cô đau buồn nhất thì người duy nhất ở cạnh cô là Nai. Anh chăm sóc và bảo vệ cô, dần dần cô có tình cảm với Nai. Nhưng do tính tự cao nên Nô biện hộ rằng cô đang chơi game chứ không phải là tình yêu. Khi đó, bà ngoại của Nô lại giới thiệu một chàng trai cho Nô, nhưng bản chất anh ta là một kẻ ăn bám, không biết kinh doanh, chỉ muốn dựa hơi nên anh ta đã lên kế hoạch cưỡng bức Nô và quay phim lại để đăng lên mạng, lấy cớ đó để đòi cưới Nô. Nhưng Nai đã nói rằng người trong video là anh chứ không phải là ai khác. Cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng vui vẻ. Nai muốn có cô nhưng anh lại không ép buộc Nô. Anh muốn đợi cho đến khi Nô thật sự yêu anh, và ngày đó cũng tới, hai người có con với nhau. Lúc biết tin, Nô vô cùng hạnh phúc, định đợi Nai về để nói với Nai, nhưng sự việc lại không xảy ra như thế, sinh ra những hiểu lầm nối tiếp nhau, cho đến lúc cô sinh em bé ra. Trò chơi tình ái nằm trong top 10 bộ phim Thái Lan được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vào năm 2018, và là một trong những bộ phim nằm trong top 40 bộ phim truyền hình châu Á phổ biến nhất năm 2018. Thứ tư là bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh, Bob Fai Saniwap, phát sóng vào năm 2018 trên đài CH3 Thái Lan từ ngày 21 tháng 2 năm 2018. Với sự tham gia của hai diễn viên chính là Bella Rani và Tanawap Waptanaputi. Nội dung phim kể về cô gái Kadesuran do Bella Rani thủ vai, một cô gái trẻ là sinh viên giỏi tiếng Pháp, học ngành khảo cổ học, rất thông minh nhưng lại có ngoại hình không được đẹp, mập mạp. Khi đó, Kadesuran đang thầm yêu một chàng trai học cùng lớp nhưng lại không dám thổ lộ vì ái ngại thân hình xấu xí. Một ngày kia, khi đi làm về nhà thì cô gặp tai nạn, thân xác đã chết. Nhưng linh hồn vẫn còn lưu lạc chốn trần gian. Sau đó, vô tình xuyên không vượt thời gian, không gian trở về với quá khứ, nhập vào thể xác một quý nữ độc ác, tàn bạo, tên là Karakade. Nàng quận chúa đẹp người nhưng lại xáo nét, đanh đá, khiến người người khiếp sợ, không một ai dám làm trái ý hay không nghe lời. Ngay cả người hầu, cả hạ thân cận bên mình, Karakade cũng không nương tay mà đánh đập dã man. Tiểu thư Karakade được hứa hôn với Muen Sutadewa,
do Bob Thanawat thủ vai, một vị quan trẻ tuổi khôi ngô, tuấn tú. Thế nhưng những hành động xấu xa và lời nói đầy dã tâm của Karakade đã khiến vị hôn phu của mình căm ghét, sinh ra ác cảm, khác hẳn với Karakade là tiểu thư Yungwa, con gái của ngài Kosalet, nàng hiền diệu, đoan trang, làm cho Muen Sutodewa và phu nhân đều yêu mến. Vì ghen tuông với tiểu thư Yungwa, Karakade đã sai khiến người hầu là Bing đi tìm cách hãm hại Yungwa, làm lật thuyền của cô. Nhưng người bị chết đuối là Gia Ăn, người hầu của Yungwa. Gia đình quận vương Menu Sutodewa đã dùng thuật Kariksanakari, nghi thức cổ truyền của gia đình ngài, để trừng phạt nàng. Lúc nguy nan, nàng đã cầu xin Kadesuran giúp đỡ mình, dùng thân thể của nàng sống thật tốt và tích đức để linh hồn nàng không phải đau khổ ở thế giới bên kia. Về phần Kadesuran, sau khi xuyên không trở về quá khứ, trọng sinh vào thân xác của tiểu thư Karakade để thực hiện lời hứa của cô với tiểu thư là người sống ở hiện tại, nên ban đầu cô lúc này đang là thân phận của tiểu thư Karakade, bị mọi người cho là điên vì ảnh hưởng của thuật Kariksanakari. Dần về sau, cô đã thực hiện được lời hứa với Karakade khi dùng sự lương thiện của mình để lấy lại lòng tin từ tất cả, làm cho mọi người từ oán trách, căm phẫn, trở nên yêu quý tiểu thư, trong đó có cả vị vượng quân tuấn tú Muen Sutodewa đã đem lòng yêu vị hôn thê mà anh đã từng căm ghét trước đây. Và Bia, người hậu thân cận của phu nhân Champa, cũng đã từng bị Karakade đánh, đã thân thiết với Karakade đến mức còn thân hơn với phu nhân Champa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau những rắc rối xảy ra thì Muen Sutodewa và Kadesuran thật sự nhận ra tình cảm dành cho nhau, yêu đến không kìm nổi trái tim mình. Khi chuẩn bị thành thân thì có chuyện không ai xảy ra với Kadesuran khi cô vô tình chạm vào quyển sách thuật Kariksanakari. Nó đã đưa linh hồn cô trở về với hiện tại. Lúc này cô nhận ra mối quan hệ giữa cô và tiểu thư Karakade, giữa Rian, người mà Karasuran thầm yêu khi còn ở dương thế trước đây, và Maen Sutadewa, sau tất cả cũng vì tình yêu chân thành của Kadesuran và quận vương dành cho nhau. Cô được trở về quá khứ, tiếp tục dưới thân phận của tiểu thư Karakade, sống hạnh phúc và trở thành phu nhân của quận vương Sutadewa. Thứ năm là bộ phim Mắt Xích Hận Thù, Soul Quarry, phát sóng vào năm 2020. Phim với sự tham gia của Kem Hasqui và Mocha Narinrat. Nội dung phim kể về cô gái Mitra, đêm liên hôn chia tay quãng đời sinh viên và bước sang bước ngoặt mới. Những tưởng đó sẽ là một ký ức tuyệt vời trong tâm trí của Mita, nhưng những gì xảy ra đêm hôm đó chẳng khác nào cánh cửa địa ngục đã mở cửa chào đón Mita. Sau đêm hôm đó, Mitra đi du học và bắt đầu một cuộc sống mới, một bà mẹ đơn thân nơi đất khách quê người. Thế nhưng, cũng chính vì thế mà người con gái ngoan hiền năm xưa đã trở nên mạnh mẽ và đối chọi với mọi chuyện. Kể cả, kẻ thù không đội trời chung, người vừa là đối thủ vừa là cha của các con cô. Prin, chàng trai lăng nhăng, đi tìm thú vui thể xác để khỏa lấp đi những nỗi đau về việc thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ. Là một doanh nhân thành đạt, anh có tất cả, đẹp trai, giàu, tài năng và cả nổi tiếng, nhưng lại chẳng thể nào gọi một tiếng bố trong chính cơ nghiệp của người bố anh đang điều hành. Những hận thù nối tiếp hận thù khiến cho Prin và Mitra đi từ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Liệu tình yêu có kéo họ quay trở lại bên nhau và đánh tan đi những hận thù từ trước hay không? Mắt Xích Hận Thù là tác phẩm vô cùng thành công của đài CH7 năm 2020. Bộ phim đã gây bão các trang mạng xã hội trong tháng 8 và nhanh chóng đưa Kem Mok gia nhập list cặp đôi người tình màn ảnh được yêu thích nhất của xứ sở Chùa Vàng. Thứ 6 là bộ phim Lối Rẽ Con Tim, Quân Quy Hua Giai. Bộ phim được phát sóng vào năm 2021 với sự tham gia của hai diễn viên chính là Saran Sirilat và Tisanat Somsue. Nội dung phim kể về người con gái Bo Bufachak, là cô gái xinh đẹp, lương thiện và có người bạn trai hoàn hảo là Warafong. Một ngày nọ, cô nghe tin bạn trai sắp kết hôn với Wittini, em gái của Tốt, nên đã rất đau lòng, tìm đến quán bar để giải sầu. Tại đây, cô lọt vào tầm ngắm của bọn tội phạm. Chúng chút thuốc cô, định đưa đi, nhưng lúc này Tốt đã kịp thời phát hiện và cứu Bo. Tốt đưa Bo đến khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, Bo tưởng mình bị Tốt cưỡng bức
nên rất đau khổ. Còn với Tốt, anh đã phải lòng cô ngay từ lần gặp đầu tiên, muốn dùng sự chân thành của mình để có được tình yêu từ Bo. Tuy nhiên, Tốt lại là anh trai của Whitney, vợ sắp cưới của người yêu cũ, nên mọi chuyện trở nên rắc rối. Liệu cuối cùng, Tốt có tìm được tình yêu đích thực của mình hay không? Thứ bảy là bộ phim Âm Thanh Địa Ngục, Matarot, Logan. Đây là phần 2 của bộ phim Trái Tim Chàng Dũng Sĩ. Phim do hai diễn viên chính là Mai Patarades và Moda Narinrat. Phim được phát sóng trên kênh CH7 Thái Lan. Nội dung phim kể về Suepha, một chàng trai thông minh, quyết đoán vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, và anh trở thành một tên cướp, sống ngoài vòng pháp luật và không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Trong một lần bất đắc dĩ, anh phải bắt cóc Pet Nam Pưng, vị hôn thê của kẻ tù không đội trời chung. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nhưng rất ý nghĩa trong thời gian bị truy bắt. Nếu như số phận đã an bài hai người là của nhau, thì thế nào họ cũng vẫn được bên nhau, và Pet mãi mãi không thể thoát khỏi vòng tay của Pa cho dù thực tế có ra sao. Một cô gái 17 tuổi và chưa biết nhiều về thế giới nguy hiểm bên ngoài, được bảo vệ và che chở bởi gã đàn ông đã hiểu rõ sự đời. Cô không thể nào che giấu được cảm xúc trước sự ấm áp đến kỳ lạ. Liệu cuối cùng họ có thể bên nhau, và tình yêu giữa hai con người ở hai thái cực khác nhau có là đúng? Âm Thanh Địa Ngục là bộ phim đứng thứ 5 trong danh sách top 10 phim Thái Lan được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2019 và nằm trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất. Bộ phim phổ biến nhất đài CH7 năm 2019.